Chiều 22 tháng 4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã kịp thời điều động lực lượng, phương tiện khống chế dập tắt thành công đám cháy lớn khu rừng rộng hàng ngàn mét vuông tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, vào khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện một đám cháy lớn tại khu rừng tràm giáp ranh giữa khu dân cư thuộc ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Do khu rừng có nhiều cành cây khô dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, có nguy cơ lan rộng, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân khu vực. Sau khi nắm bắt thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã nhanh chóng điều động 50 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện trang thiết bị chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân trên địa bàn khẩn trương dập lửa không để đám cháy lan rộng. Sau gần 2 giờ nỗ lực dập lửa, đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, các cán bộ chiến sĩ cùng người dân đã thành công khống chế được đám cháy. Sau khi đám cháy được xử lý, đơn vị vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp trực canh theo dõi đảm bảo an toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.